Chào mừng đến với bản tin online của chúng tôi ngày hôm nay. Tỷ giá USD vẫn chưa dứt đà giảm. Giá vàng hôm nay 8 tháng 6 tăng như lên đồng. Tỷ giá USD vẫn chưa dứt đà giảm. Theo Kít Giác, giám đốc chiến lược ngoại hối tại Societe Generale chưa có đủ lý do để Fed thay đổi chính sách lãi suất thấp. Trong khi đó, giới đầu tư đang hướng sự tập trung về báo cáo lạm phát của Mỹ và cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sắp được diễn ra vào thứ Năm ngày 10 tháng 5. Các tuyên bố ôn hòa từ các nhà hoạch định chính sách của ECB gần đây cho thấy cơ quan này không vội vàng trong việc giảm tốc độ của chương trình mua hàng khẩn cấp trong đại dịch PPP trị giá 1,85 nghìn tỷ euro, 2,24 nghìn tỷ đô la Mỹ. Ở một diễn biến khác, các nhà giao dịch cũng đang xem xét các tác động đến thị trường tiền tệ từ việc các quốc gia nhóm G7 đạt được một thỏa thuận về việc tăng thuế toàn cầu đối với các doanh nghiệp đa quốc gia như Amazon, Google. Ngày 7 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.140 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ. Tỷ giá bán tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.784 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.915 đến 22.950 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ, còn khoảng bán ra ở mức 23.130 đến 23.154 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ. Trên thị trường chợ đen, đồng USD được giao dịch ở mức 23.150 đến 23.200 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá vàng hôm nay 8 tháng 6 tăng như lên đồng. Thời điểm 8 giờ 45 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.900 đô la Mỹ trên 1 ounce, tăng 13 đô la Mỹ trên 1 ounce so với cùng giờ sáng qua. Giá kim loại quý đã tăng mạnh từ vùng giá 1.880 đô la Mỹ lên tới 1.903 đô la Mỹ và giữ vững mốc quan trọng này trong phiên sáng nay. Giá vàng đã bật tăng trở lại khi giá dầu thô vọt lên 71 đô la Mỹ thùng, mức giá cao nhất trong hơn 2 năm qua. Dữ liệu mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới WGC cho thấy dòng tiền ngày càng chảy mạnh vào kim loại quý. Vàng phục hồi, lấy lại mốc 1.900 đô la Mỹ khi lực chốt lời giảm bớt. Báo cáo của WGC chỉ ra trong tháng 5 năm 2021, các quỹ đầu tư vàng trên toàn cầu đã mua 61,3 tấn vàng sau khi ồ ạt giảm số lượng vàng nằm giữ trong 3 tháng trước. Các nhà phân tích tại WGC nhận định vàng hiện đang đi ngang trong năm, tăng 13% trong 2 tháng qua. Chúng tôi tin rằng nhu cầu đầu tư đã tăng lên và trực tiếp thúc đẩy kim loại quý. Adam Palaki, chuyên gia phân tích cấp cao của WGC nói, vàng vẫn là một tài sản đầy hứa hẹn đối với các nhà đầu tư khi thị trường tiếp tục được kiểm soát bởi áp lực lạm phát cộng với việc đồng USD suy giảm và lợi suất thực tế thấp hơn. Tại thị trường trong nước, sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 56,85 đến 57,47 triệu đồng một lượng, tăng 250.000 đồng một lượng so với chốt phiên hôm qua. Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 56,9 đến 57,45 triệu đồng một lượng, tăng 250.000 đồng một lượng chiều mua vào và 200.000 đồng một lượng chiều bán ra so với chốt phiên gần nhất. Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 56,9 đến 57,45 triệu đồng một lượng, tăng 170.000 đồng một lượng chiều mua vào và 250.000 đồng một lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sau.